bề mặt tường xuống cấp, nhiều lớp sơn bong chóc, ẩm mốc. Với chi chít những mẫu da vật, quảng cáo thì bây giờ đã được thay thế bằng những bức tranh 3D đầy ý nghĩa. Từ khi được thay áo mới, khu tập thể trở nên nhộn nhịp hơn, không gian sống của người dân được cải thiện. Vâng, trước đây thì đúng là cái chỗ tập kết rác. Sau khi có cái dự án của Kiến Họa này đến thì chúng tôi có đặt vấn đề với môi trường là nếu để như thế nó không phù hợp nữa thì đề nghị là cho chuyển đi. Thì môi trường là thấy cái việc đề xuất nó hợp lý và chuyển đi. Thì từ đó đến giờ là cái chỗ đó nó rất là sạch sẽ, nó đẹp đẽ lên. Cộng với lại cái cảnh quan mới mà được anh em họa sĩ họ thể hiện trên tường đấy là các cái công trình nghệ thuật nó cũng rất là đẹp. Táo dài cùng những trang phục truyền thống của các nước ASEAN, non nước Việt Nam, hay cây cầu Trương Dương, những bức tranh được tạo hình tỉ mỉ như đang kể chuyện về khu tập thể Ban Quản lý Dự án Thăng Long, nơi những người dân đã từng cống hiến công sức, nhiệt huyết để xây dựng các công trình giao thông. Nhìn chung đây là một cái quần thể tranh, nó cũng rất là nhiều đề tài, mà đề tài nào nó cũng có tính chất nghệ thuật của nó. Ví dụ chúng tôi đây là những anh em mà gọi là trước đây làm công tác giao thông, chủ yếu là xây dựng, cũng đóng góp nhiều cho các công trình giao thông của Hà Nội. Cũng muốn là có những cái kỷ niệm về các cái công trình của mình để có những cái lúc mình cũng nhớ lại những cái thời tham gia công việc. Có thể nói, để có thể khoác áo mới cho những khu tập thể như thế là nhờ một phần lớn vào bàn tay khéo léo của các họa sĩ từ Tổ chức Nghệ thuật Kiến tạo Cộng đồng do kiến trúc sư Tạ Thị Thu Hương chủ trì thực hiện. Trong không khí háo hức thay đổi không gian sống, cả người dân và các họa sĩ cùng đồng lòng chung tay, sơn sửa để tạo nên những bức tường sạch đẹp, sẵn sàng đón Tết. Khó khăn rất là nhiều. Vì vậy là tôi cũng hơi là nản lòng, nhưng mà thấy được cái sự nhiệt huyết của chị Hương và sự tử tế từ chị mang lại thì tôi cảm thấy bị thuyết phục. Chị muốn là cải tạo được tất cả các không gian công cộng, không chỉ ở Phó Đại Láng, không chỉ ở Nguyễn Chí Thanh mà ở tất cả các khu phố, khu hẻm. Bên cạnh giữa những cái cảnh, những cái hình ảnh của các cô chú đã xây dựng nên thì cũng sẽ có những cái cảnh đẹp, những cái cảnh mà khiến cho mọi người cảm thấy thư thái, những cái cảnh Việt Nam để khiến cho các bạn nhỏ cảm thấy rằng là đấy chính là quê hương đất nước của mình, cảm thấy là không chỉ yêu quý cái ngành nghề mà ông bà mình đã rất là vất vả, đã cống hiến, mà các bạn ấy còn có thể gọi là yêu quý hơn về đất nước mình, hiểu rõ hơn về đất nước mình và thấy được cái vai trò của mình ở Việt Nam cũng như là vai trò của Việt Nam ra thế giới. Những hoạt động này góp phần không nhỏ cho việc hình thành lối sống văn hóa nhằm gìn giữ và phát triển không gian cộng đồng của thủ đô. Đồng thời, những bức tranh giúp truyền cảm hứng đến với xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, thúc đẩy những sáng kiến trong việc bảo vệ lịch sử, bảo vệ môi trường.